Sách Thi Thiên chương 18. Tác giả ca ngợi Đức Giê-hô-va vì đã chiến thắng kẻ thù. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là vần đá của con, đồn lũy của con và là đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời là vần đá của con, là nơi con nương náu. Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi và là nơi ẩn náu của con. Đức Giê-hô-va đáng được ca ngợi. Con kêu cầu Ngài và được giải cứu khỏi kẻ thù của con. Dây sự chết vương vấn con, thác hủy diệt làm con sợ hãi. Các dây âm phủ quấn lấy con, các bẫy sự chết giăng bắt con. Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Đức Chúa Trời của con. Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng con và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài. Bấy giờ đất trung chuyển, các nền núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy rực. Ngài nghiêng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài dày đặc mây đen. Ngài cưỡi cherubim và bay, Ngài liệng trên cánh gió. Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh. Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài, xuyên qua các đám mây mù mịt, có mưa đá và những tia chớp lòa lửa. Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời. Tiếng của đấng chí cao vang dội giữa cơn mưa đá và những tia chớp lòa lửa. Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc, phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh. Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài, đáy biển phơi trần và các nền quả đất bị lộ ra. Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con, rút con ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hung mạnh, khỏi kẻ ghét con, vì chúng mạnh hơn con gấp bội. Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. Ngài đem con ra nơi khoảng khoát, giải cứu con vì Ngài yêu thích con. Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho con theo sự công chính của con, báo trả cho con theo sự trong sạch của tay con. Vì con đã tuân theo đường lối Đức Giê-hô-va, không làm điều ác mà từ bỏ Đức Chúa Trời của con. Vì mọi mệnh lệnh của Ngài đều ở trước mặt con, và luật lệ Ngài con nào dám bỏ. Con sống trọn vẹn trước mặt Ngài và gìn giữ khỏi điều ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo cho con tùy sự công chính của con, thưởng cho con theo sự thánh sạch của tay con trước mặt Ngài. Ai trung tín, Chúa sẽ tỏ mình thành tín. Ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn. Ai thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch. Còn ai mưu mẹo, Chúa sẽ tỏ mình khôn ngoan. Chúa cứu người khiêm nhường, nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống. Chúa thắp sáng đèn của con, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con. Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch, cậy Đức Chúa Trời con sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện. Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài. Trừ Đức Giê-hô-va, ai sẽ là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời của chúng con, ai là vần đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực và làm cho đường lối con trọn vẹn. Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái và đặt con đứng vững trên các nơi cao. Ngài tập tay con đánh giặc, đến nỗi cánh tay con dư nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con. Tay phải của Chúa nâng đỡ con và sự khiêm nhu của Ngài làm con cao trọng. Chúa mở rộng đường mỗi bước con đi, để chân con không trượt ngã. Con rượt đuổi kẻ thù của con và theo kịp. Con chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng. Con đánh chúng quỳ xuống đến nỗi không đứng dậy được, chúng ngã gục dưới chân con. Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức lực để chiến đấu, khiến kẻ thù phủ phục trước con. Chúa khiến kẻ thù quay lưng chạy trốn. Còn những kẻ ghét con đã diệt chúng rồi. Chúng kêu vang nhưng không ai cứu giúp, kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài chẳng đáp lời.
còn đánh tan chúng như bụi bay trong gió, đổ chúng ra như bùn đất ngoài đường. Chúa đã cứu con khỏi sự tranh chấp của dân chúng, lập con làm đầu các nước. Một dân không quen biết sẽ phục vụ con. Vừa nghe nói về con, chúng đã vâng lời rồi. Các dân ngoại khúm núm trước con, các dân ngoại đều tiêu tan nhuệ khí, bỏ đồn binh run rẩy kéo ra hàng. Đức Giê-hô-va hằng sống, phần đá đáng chúc tôn của con. Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao. Ngài là Đức Chúa Trời báo oán cho con, khiến các dân quy phục con. Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù của con. Thật, Chúa nâng con cao hơn kẻ chống lại con, và giải cứu con khỏi bọn hung tàn. Vì vậy, lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ngợi ca Ngài giữa các nước và chúc tụng danh của Ngài. Chúa ban cho vua của Ngài những chiến thắng vĩ đại và làm ơn cho người được sức dầu của Ngài, tức cho David và dòng dõi người đến muôn đời. Sách Ma-thi-ơ chương 18. Sự cao trọng thật. Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng? Ngài gọi một đứa trẻ đến để đứng giữa các môn đồ và phán: thật ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ này thì sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế, tức là tiếp ta. Nhưng ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển sâu còn hơn. Tội gây vấp phạm. Khốn thay cho thế gian vì những điều gây cho vấp phạm. Vì những điều gây cho vấp phạm tất nhiên phải có, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây vấp phạm. Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con què chân hay cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là đủ cả hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con chột mắt mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Ẩn dụ về chiên lạc. Hãy thận trọng, đừng xem thường một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu một người có 100 con chiên mà một con bị lạc, thì người ấy sẽ chẳng để 99 con lại trên núi và đi tìm con bị lạc sao? Thật ta bảo các con, nếu người ấy tìm được thì sẽ vui mừng về con đó hơn là 99 con không lạc. Cũng vậy, cha các con ở trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị hư mất. Cách cư xử với anh em phạm lỗi. Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe lời những người này, thì hãy báo cho hội thánh. Và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta họp nhau lại, thì ta sẽ ở giữa họ. Ẩn dụ về đầy tớ không tha thứ. Lúc ấy, Phi-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi: thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con, thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp: ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên vương quốc thiên đàng ví như một vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 talân. Vì người ấy không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán người
vợ, con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van nài: Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua đồng lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier thì tóm lấy cổ và nói: Hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống nài nỉ: Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại cho vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Sách Amos chương 6. Sự bại hoại của những người lãnh đạo Israel. Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn và cho những người cảm thấy yên ổn trên núi Samari. Khốn cho những người quý phái đứng đầu các nước, là những kẻ mà nhà Israel đang kêu cứu. Vậy hãy qua Cana mà nhìn xem, từ đó hãy đi đến thành Hamat lớn và đi xuống thành Gác của người Philippines. Những thành ấy không tốt hơn những vương quốc này sao? Địa phận chúng không lớn hơn địa phận các ngươi sao? Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi chân dài trên trường kỷ mình, ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy và những con bò mập trong chuồng. Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạt và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua David. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu quý giá sức cho thơ mình mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Joseph. Vậy nên chúng sẽ bị bắt đi lưu đày trước tiên. Cuộc chè chén say sưa và ăn chơi phè phỡn sẽ hết. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân. Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng: Ta ghê tởm tính ngạo mạn của Gia-cốp và chán ghét cùng đền nó. Ta sẽ phó thành này và mọi vật trong đó cho kẻ thù. Nếu trong một nhà còn lại 10 người thì chúng sẽ chết hết. Khi người bà con của người chết đem xác đi thiêu và ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: Còn có ai ở với con không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai cả. Bấy giờ người bà con ấy nói rằng: Hãy im đi, chúng ta không được nhắc đến danh Đức Giê-hô-va nữa, vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh rằng: Nhà lớn sẽ bị đập phá mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. Người ta có cho ngựa chạy trên vần đá không? Người ta có đem bò cày ở đó không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc và đổi quả công chính ra nỗi đắng cay. Các ngươi vui mừng vì đánh chiếm được Lodeba và nói rằng: Chẳng phải nhờ sức riêng mà chúng tôi chiếm được các Na-im đó sao? Vì thế Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: Hỡi nhà Israel, ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi. Nó sẽ áp bức các ngươi từ cửa ngõ Hamat cho đến suối Araba. Sách Amos chương 7. Khải tượng về cào cào, lửa thiêu đốt và dây dọi. Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy. Này, Ngài làm nên cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại, tức là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nốt cỏ trong đất rồi, tôi nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho. Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé. Đức Giê-hô-va liền đổi ý về việc này. Đức Giê-hô-va phán: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy như sau. Kìa, Chúa Giê-hô-va khiến lửa đến để trừng phạt. Nó làm khô cạn vực sâu và ăn nuốt đất đai. Bấy giờ tôi nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài hãy dừng tay. Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé. Đức Giê-hô-va đã đổi ý về việc này. Chúa Giê-hô-va phán: Điều đó sẽ không xảy đến đâu. Ngài cho tôi thấy như sau.
kìa, Chúa đứng trên một bức tường thẳng đứng và tay Ngài cầm một dây chì. Đức Giê-hô-va phán với tôi: Amốt, con thấy gì? Tôi thưa: Một dây dọi. Chúa phán: Này, ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo dân Israel ta. Ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu. Các nơi cao của Isaac sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Israel sẽ bị hủy phá, và ta sẽ giấy gươm đao đánh phá nhà Jeroboam. Amốt và thầy tế lễ Amasia. Bấy giờ Amasia thầy tế lễ của Bethel sai người đến nói với Jeroboam là vua Israel rằng: Amốt âm mưu chống lại vua ở trong lòng Israel, đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, Amốt nói: Jeroboam sẽ chết bởi gươm và Israel chắc sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình. Amasia nói với Amốt: Hỡi nhà tiên kiến, hãy đi khỏi đây, hãy trốn về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà nói tiên tri. Nhưng đừng nói tiên tri tại Bethel nữa, vì đó là nơi thánh của vua và ấy là đền thờ của vương quốc. Amốt trả lời với Amasia rằng: Tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải là con của nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ là một người chăn bày và là người chăm sóc những cây vả. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy tôi từ sau bầy chiên, và Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Bây giờ hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Người nói: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, và đừng rao giảng chống lại nhà Isaac. Cho nên Đức Giê-hô-va phán: Vợ ngươi sẽ bán dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã chết bởi gươm, đất ngươi sẽ bị đo và phân chia, còn ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế, và Israel chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình.